Quý khách hàng thân mến, không cần phải đến showroom, quý vị vẫn có thể sở hữu T1 Volkswagen với giá ưu đãi nhất. Và quý vị biết rõ được 4 phiên bản của T1 tại Việt Nam khác nhau những gì. Quý vị hãy xem hết video của Lộc để biết tường tận. Ngay lúc này đây, mọi người sẽ nhận biết được những khác biệt trên 4 phiên bản xe T1. Dòng xe Đức gầm cao, 7 chỗ, nhập khẩu nguyên chiếc, giá thành dưới 2 tỷ, động cơ 2.0 lít TSI turbo tăng áp, có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, với những tên gọi sau đây: T1 Highline, T1 Topline, T1 Luxury và T1 Luxury S. Hầu hết các phiên bản đều giống nhau, chỉ có một vài điểm khác biệt Lộc sẽ chia sẻ cho mọi người trong video hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng T1 Highline. T1 Highline sử dụng đồng hồ cơ. Màn hình 8.5 inch cảm ứng, chưa tích hợp camera lùi. Trên xe T1 Highline thì có cái nút seat, driver seat, là cái nút về cái ghế của tài xế. Khi mà ngắt động cơ mà mở cửa ra thì nó sẽ lùi ghế về phía sau. Và khi mà mình bước lên xe, khởi động động cơ thì cái ghế nó sẽ tiến về cái vị trí số mà mình ghi nhớ. Xung quanh cần điều khiển hộp số của T1 Highline là có nút phanh tay điện tử, auto hold chống trôi xe, auto start stop engine tạm ngắt động cơ và nút cảm biến lùi xe. Còn đây là những điểm khác biệt trên chiếc xe T1 Topline. Chúng ta cùng xem nhé. Đồng hồ lái của T1 Topline sử dụng đồng hồ Digital Cockpit. Màn hình của T1 Topline 8.5 inch cảm ứng, điều chỉnh được 10 màu khác nhau và có tích hợp camera lùi. Ở phần xung quanh cần điều khiển hộp số có nút hỗ trợ đỗ xe. Và nút cảm biến lùi xe có tích hợp camera. Trên chiếc xe T1 Topline này có một đặc điểm khá là hay, đó chính là tính năng rửa camera lùi. Tính năng khá là thú vị. Và chúng ta hãy cùng xem một lần nữa cách thức hoạt động của nó. Phần ghế lái được trang bị tính năng massage ghế với 8 hướng chỉnh điện và 2 hướng chỉnh cơ nằm ở bên dưới ghế. Với cách thức này thì cũng khá dễ dàng là điều chỉnh. Bên phần ghế phụ cũng được trang bị tính năng massage ghế, trang bị thêm 8 hướng chỉnh điện cho ghế và cũng 2 hướng chỉnh cơ nằm ở phía dưới ghế, cũng khá dễ dàng để điều khiển. Và đây chiếc T1 Luxury. Điểm đầu tiên chúng ta thấy đó chính là camera 360 độ được thiết kế ở ngay phần lưới tản nhiệt, rồi được đặt dưới hai bên gương chiếu hậu. Và một điểm camera được thiết kế nữa đó chính là ngay bên cạnh cái nút bấm mở cốp ở phía sau. Màn hình lái là màn hình Digital Cockpit. Ghế của T1 Luxury có 3 vị trí như ghế và chỉnh điện 12 hướng. Ghế phụ của T1 Luxury thì có 4 hướng chỉnh điện và có 2 hướng chỉnh cơ ở phía trên phần lưng, phần ngả lưng ra phía sau. Màn hình T1 Luxury là màn hình cảm ứng 8.5 inch, có tích hợp được 10 màu nội thất và đồng thời là tích hợp camera 360 độ ở trên đây. Camera đây 360 độ.
ở phần xung quanh cần số của T1 Luxury thì chúng ta sẽ thấy có nhiều nút bấm hơn. Ở đây có một nút bấm set cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ và auto start stop engine, tạm ngắt động cơ. T1 Luxury thì có camera 360 độ và với dạng 3D như thế này. Sau cùng là T1 Luxury S. Luxury S có ngoại thất khác biệt so với 3 phiên bản T1 Highline, T1 Topline, T1 Luxury ở phần cản trước và ngay bậc lên xuống. T1 Luxury S trang bị giống như Luxury với camera 360 độ, màn hình digital cockpit, hỗ trợ đỗ xe tự động. Tuy nhiên, T1 Luxury S hướng đến sự mạnh mẽ hơn ở phần cản trước, thể thao dạng off-road giúp tăng góc thoát trước lên đến 24 độ. Cùng với chữ off-road được ốp ngay trên bậc lên xuống, biểu lộ phong cách off-road của chiếc xe T1 Luxury S này. Và trên đây là khác biệt của 4 phiên bản T1 tại Việt Nam. Quý khách hãy gọi cho Thanh Lộc để được tư vấn tận tình nhất và đặc biệt có giá tốt nhất. Mười lý do nên chọn và mua xe Volkswagen tại Volkswagen Sài Gòn. Chúng tôi là đại lý Volkswagen 4S lớn nhất Việt Nam, bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng, kết nối toàn cầu. Chúng tôi luôn có những sản phẩm mới, những sản phẩm đặc biệt. Quanh năm luôn có những chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nhất thị trường. Volkswagen Sài Gòn là đại lý có trang thiết bị tối tân từ nước ngoài, đảm bảo chiếc xe của bạn được chăm sóc một cách hoàn thiện nhất. Chuyên viên kỹ thuật tại Volkswagen Sài Gòn luôn được đào tạo bài bản từ các chuyên gia nước ngoài để phục vụ chiếc xe của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giao xe toàn quốc, giao xe tại nhà, hướng dẫn sử dụng chuẩn mực nhất, hỗ trợ đăng ký đăng kiểm nhanh chóng trong ngày với chi phí cực kỳ hợp lý. Chúng tôi hỗ trợ vay ngân hàng với những gói lãi suất ưu đãi nhất, hồ sơ xét duyệt nhanh chóng, không làm mất thời gian của khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm, luôn chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian khách hàng sử dụng xe. Volkswagen Sài Gòn luôn có những chương trình ưu đãi lớn nhất hàng tháng, giảm chi phí tối đa cho khách hàng và nhiều phần quà hấp dẫn. Lái thử xe là chính sách Volkswagen muốn đề cao để khách hàng trải nghiệm và đưa ra quyết định chính xác nhất cho việc lựa chọn một chiếc xe. Volkswagen Sài Gòn trang bị Mobile Service để phục vụ khách hàng ở tỉnh, thường xuyên tổ chức lái xe, thử xe khắp các tỉnh miền Nam cùng với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động. Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại tư vấn 0909 171 299. Địa chỉ trung tâm Sài Gòn 120 Trần Hưng Đạo, quận Nhất, gần khách sạn Bumen. Thanh Lộc Volkswagen xin đại diện cho Volkswagen toàn cầu được phục vụ và chăm sóc chiếc xe của bạn. Volkswagen, một thương hiệu chịu niềm tin.